Trưa ngày hôm sau 20 tháng 11, lúc 11 giờ 10 theo giờ Vĩnh Bắc Bộ, Massa nhận được một công điện của Mano có nội dung là chuẩn bị xuất phát. Đến 4 giờ 56 phút chiều, tiếp theo một công lệnh nữa cho lệnh thi hành. Cả hai vị tư lệnh, Bothill và Hoskin lập tức bay đến từng tàu sân bay để đích thân thuyết trình công tác cho các phi đoàn trưởng của toán phản ứng nhanh 77 nghe. Họ giải thích là ngày D sẽ là ngày mai. Các chuyến bay đầu tiên sẽ xuất phát lúc 2 giờ 23 phút sáng theo giờ Vĩnh Bắc Bộ, tức là 1 giờ 23 phút tại Sơn Tây. Mặc dù cả hai vị này không nói rõ về mục tiêu công tác, nhưng Hugh có nói úp mở rằng một khi mục tiêu này được loan báo ra thì chắc chắn mọi người sẽ vô cùng hài lòng. Hugh bảo các chỉ huy trưởng ra lệnh cho các toán. Vũ khí mang theo một vài hỏa tiễn Sky, một vài loại đạn 20 ly và tất cả hỏa châu trên các tàu sân bay Oriskany, Ganger và Hankook. Cuộc oanh tạc vào ban đêm lớn nhất chưa từng xảy ra tại Bắc Việt Nam sẽ được xuất phát đúng 55 phút trước thời điểm Simon và các toán tập kích đổ bộ xuống trại tù Sơn Tây. Các trực thăng của Simon sẽ chấm dứt việc tiếp thêm nhiên liệu trên vùng trời Lào đúng 4 phút sau khi chiếc máy bay cường kích A-7 đầu tiên rời khỏi sàn tàu sân bay. Một vài phút sau, 2 giờ sáng ngày 21 tháng 11, có một viên trung úy hải quân vừa mới được nghỉ phép về quê cưới vợ, leo lên chiếc tàu sân bay Ganger nặng 78.000 tấn với chiều dài đường bay là 1.039 bộ. Viên trung úy này đi vòng quanh chiếc máy bay cường kích A-7 của anh ta để kiểm soát lại mọi thứ và nhận thấy đúng như lời vừa được thuyết trình là các bệ gắn bom dưới thân máy bay đã được thay bằng bệ phóng hỏa châu. Anh ta quyết định giải ngũ khỏi đơn vị không lực hải quân ngay sau khi thời hạn phục vụ tại miền Tây Thái Bình Dương chấm dứt. Viên sĩ quan phi hành trẻ này biết rằng cha của mình là vị đô đốc hải quân sẽ không bao giờ tưởng tượng được việc làm của con trai mình, vì rằng bay vào vùng cảng Hải Phòng trong đêm tối mà mang theo chỉ có hỏa châu mà thôi. Trong khi các toán chuyên viên trên tàu sân bay Oriskany nhìn theo những luồng khói phát ra sau đuôi các chiếc máy bay cường kích A-7 và A-8 bay trong bóng đêm hướng về cảng Hải Phòng, thì Massa bước xuống hầm tàu. Ông ta nhíu mày vì đang lo hai việc. Không biết là các cuộc oanh tạc đánh lạc hướng này có tạo ra đủ sự hỗn loạn để ngăn ngừa hệ thống phòng không của địch hướng về các chiếc trực thăng hay không. Và không biết các chiếc phản lực MiG của Bắc Việt Nam có bay lên để bắn vào các máy bay của toán phản ứng nhanh 77 không. Trong phòng kín của trung tâm hành quân, ông ta nhét vào tai hai ống nghe. Một ống dùng để nghe các lời đối thoại giữa phi hành đoàn oanh tạc với nhau và giữa họ với bộ chỉ huy tàu sân bay. Một ống khác dùng để nghe lời phiên dịch mọi cuộc điện đàm báo động của hệ thống phòng không Bắc Việt Nam. Như vậy, ông ta có thể biết được từng giây đồng hồ về tất cả các chỉ thị mà đài kiểm soát phòng không của Bắc Việt Nam chuyển cho các phản lực MiG của họ. Hệ thống phòng không Bắc Việt Nam có vẻ là phản ứng chậm. Vì lẽ trong suốt thời gian từ 30 đến 35 phút, ông ta không nghe thấy gì qua ống nghe. Nhưng đột nhiên đến 2 giờ 17 phút, theo giờ Sơn Tây, đúng một phút trước khi các trực thăng của Simon đổ bộ xuống Sơn Tây, thì ống nghe này có tiếng nói vang lên. Qua lời phiên dịch, Massa nghe tiếng một viên phi công MiG của Bắc Việt Nam la hoảng lên, yêu cầu đài kiểm soát tại phi trường Phúc Yên: cho tôi một lệnh bay, cho tôi một lệnh bay. Viên phi công này muốn biết hướng bay và vùng chiến đấu ở tại đâu. Đài kiểm soát chỉ thị cho đương sự đợi lệnh. Trong giây phút đó, Massa tỏ vẻ lo ngại. Một trong những đường bay tại phi trường Phúc Yên có hướng cho máy bay bay thẳng qua trại Sơn Tây. Chỉ có 22 dặm, từ hướng Tây Nam bây giờ có ít nhất là một chiếc MiG đang nóng lòng sẵn sàng bay lên, trong khi cuộc tập kích sắp bắt đầu. Nhưng đài kiểm soát Phúc Yên vẫn giữ im lặng, trong khi viên phi công vẫn cố la hoảng yêu cầu: cho tôi lệnh bay, cho tôi lệnh bay. 4 phút dài trôi qua, sau cùng đến 2 giờ 21 phút giờ Sơn Tây, Massa nghe tiếng đài kiểm soát Phúc Yên nói với viên phi công MiG: không có việc gì cả, chấm dứt tất cả rồi. Massa cảm thấy nhẹ nhõm, cuộc oanh tạc đánh lạc hướng của hải quân đã có hiệu lực. Như vậy thì lực lượng của Simon có thể đổ bộ và thoát ra khỏi Sơn Tây an toàn, không có sự can thiệp của hệ thống phòng không địch. Nhưng có một điều ông ta đã không biết, Simon đã làm cho cuộc rối loạn của Bắc Việt Nam tăng thêm bằng cách đánh phá nhầm doanh trại Sơn Tây. Khi bay đến gần
Sơn Tây, Đồn Huế cho chiếc trực thăng HH-53 mang ngụy danh quả táo thứ ba quẹo ngoặt lại ra khỏi đội hình. Chiếc trực thăng này do ông ta lái chỉ là một trong số 105 chiếc khác đã xuất phát từ 5 căn cứ không quân tại Thái Lan và từ 3 tàu sân bay tại Vịnh Bắc Bộ để tập trung vào mục tiêu công tác trong một chiến dịch dữ dội nhất vào ban đêm tại chiến trường Đông Nam Á. Đồn Huế và các chiếc trực thăng tiến công bay phía sau đang hạ thấp xuống một cách vội vàng qua những đám mây bay rải rác ở độ cao 2.000 bộ trên vòm trời sông Hồng. Khi hạ thấp xuống còn độ 500 bộ cách mặt đất, Đồn Huế thấy rõ các điểm định hướng đúng như bản đồ ghi rõ. Đấy là sông Đà cách mục tiêu 10 dặm về hướng Tây, hồ nhỏ cách đó 7 dặm. Và sau cùng là sông Cồn với nhánh sông quanh gấp về hướng Bắc khi còn cách 2 dặm ở phía nam Sơn Tây. Đồn Huế cho trực thăng bay chậm, trong khi đó thì chiếc Combat Talon C-130 bay vụt qua và tách rời khỏi đội hình trực thăng. Hai chiếc trực thăng còn lại mang ngụy danh quả táo thứ tư và quả táo thứ năm vụt bay cao lên 1.500 bộ để thi hành nhiệm vụ như máy bay thả hỏa châu chủ bị trong trường hợp hỏa châu và pháo sáng do chiếc C-130 thả xuống bị tịt ngòi hoặc là bị lệch xa vị trí. Các phi hành đoàn của những chiếc Combat Talon đã phối hợp thời gian một cách hoàn hảo trên suốt chặng đường bay dài 337 dặm từ Udon đến. Franklin đã đuổi bắt kịp sau khi bị chậm 23 phút bằng cách bỏ bớt những đường bay quanh co đã được ấn định trước. Sau suốt 3 giờ và 23 phút bay quanh quẹo, khi cao khí thấp qua vùng trời Lào và vùng sông Hồng, tất cả các máy bay đã đến mục tiêu đúng 1 phút trước giờ ấn định trong kế hoạch. Vấn đề thời điểm là điều quan trọng. Các lính gác tại Sơn Tây cứ mỗi giờ hoặc nửa giờ thì đổi phiên gác một lần. Vì lẽ đó các toán tập kích muốn đổ bộ ngay vào khoảng giữa phiên đổi gác. Nếu tính đúng được như vậy, thì những anh vừa mới gác xong đang lo đi ngủ và những lính gác mới đổi phiên đang lo sắp đặt mọi việc trước khi canh gác. Đồn Huế bẻ tay lái 270 độ, ngoặt gấp chiếc trực thăng đang gầm gừ và hạ thấp xuống với tốc độ 70 bộ. Đấy là hai động tác quan trọng nhất mà ông ta phải cố thực hiện cho đúng phương cách trong giờ phút cuối cùng này sau khi đã thực tập trong suốt 2 tháng rưỡi với 40 lần bay ban đêm và 15 lần bay tập dượt như là thực thụ. Sau này Đồn Huế nhớ lại là trước mặt ông ta ánh sáng đèn Hà Nội trông thật đẹp. Và thình lình ở cách xa ngoài vùng ánh sáng đó, các máy bay của Hải quân đã đốt sáng khu trời cảng Hải Phòng với Hòa Châu như thể là ngày hội 4 tháng 7 lễ độc lập Hoa Kỳ. Đồn Huế đang ở cách Sơn Tây 2 dặm. Bấy giờ là 2 giờ 18 phút sáng thứ Bảy 21 tháng 11 giờ Hà Nội. 5 giây đồng hồ quan trọng nhất của cuộc đời Đồn Huế đang đến sau 16 năm và 6.300 giờ bay trực thăng. Ông ta là người đầu tiên bay đến trại tù Sơn Tây. Chiếc trực thăng mang ngụy danh quả táo thứ ba bay sát ngọn cây với một tốc lực dưới 2 hải lý sẽ bay xuyên qua khoảng giữa hai vòng gác ở vách tường hướng Tây trong doanh trại Sơn Tây. Hai khẩu súng Gatling giống như hai khẩu đại bác. Mỗi khẩu được gắn vào phía bên hông của trực thăng sẽ nhả đạn và bắn ra những đường đạn có làn ánh sáng với số lượng khoảng 4.000 viên một phút để làm đổ sụp các chòi gác và doanh trại lính gác ở phía ngoài cửa chính nơi hướng đông. Đồn Huế không được phép bắn vào chòi gác ở tại cửa chính này vì lẽ cơ quan DEA đã cho ông ta biết trước là có thể dưới chòi gác đó có một chỗ chật hẹp dùng để giam cách tù nhân bị kỷ luật. Nếu bắn ngã chòi gác này thì có thể giết hại tù binh là những người mà họ đang cố gắng giải cứu cho được. Khi vị trí trại tù hiện ra trước mắt thì bầu trời trên vùng Sơn Tây bỗng chợt lóe sáng lên. Chiếc máy bay bắn Hỏa Châu C-130 đã thi hành nhiệm vụ một cách hoàn hảo và đúng thời điểm. Đồn Huế và phi hành đoàn có thể sẽ bị mờ mắt trong một vài phút nếu họ nhìn thẳng vào các đốm lửa Hỏa Châu sáng rực ấy. Đồn Huế có thể nhìn thấy các loại đạn Hỏa Châu nổ tung lên ở cách trại Sơn Tây về phía đông và phía nam 2 dặm, tựa hồ như đang có một cuộc chiến đấu lớn bùng nổ trên mặt đất. Bỗng nhiên, ngọn đèn vàng báo hiệu khẩn cấp nơi máy truyền tin của Đồn Huế nhấp nháy, truyền tin, truyền tin. Viên phi công phụ của Đồn Huế là đại úy Tom Watson sửng sốt, chỉ vào chỗ đèn báo hiệu truyền tin. Đồn Huế bấm vào chốt truyền tin và chỉ thị cho phi hành đoàn, ngừng lại, có nghĩa là chưa được phép khai hỏa. Theo hệ thống truyền tin thông thường thì mỗi lần
thấy có đèn báo hiệu nhấp nháy như vậy là có nghĩa phải đáp xuống khẩn cấp ngay cả trên mặt nước và phải thông báo lại chỉ thị đó cho bất cứ chiếc máy bay nào đang bay trong vòng phụ cận. Vấn đề trục trặc kỹ thuật truyền tin trên trực thăng không phải là chuyện đùa. Đã có bao nhiêu trường hợp truyền tin bị hỏng đem đến kết quả tai hại mà phi công không đủ thời gian để đáp xuống cho kịp. Tuy nhiên lần này thì Donohue bình tĩnh nói với viên phi công phụ Mạc Nọ. Ông ta quyết định không thông báo cho các máy bay khác biết về trường hợp khẩn cấp này vì e ngại sẽ tạo ra rối loạn và lo âu cho các bạn đồng đội. Trong những giây đồng hồ cuối cùng khi xả xuống doanh trại Sơn Tây thì một trường hợp căng thẳng khác lại xảy đến suýt sai mục tiêu. Trong khi đang cố gắng hướng cho máy bay về đúng mục tiêu, giữa ánh sáng nhấp nháy liên tục của đèn báo hiệu truyền tin và giữa những tiếng nổ của đạn hỏa châu từ chiếc máy bay C-130 bắn ra, Donohue và Waterson quên lưu ý việc gió xoay chiều và thiếu các định hướng chính xác trên mặt đất. Chiếc trực thăng của họ bị gió thổi tạt về phía nam khoảng 200 yard, cách xa vị trí mục tiêu đã định. Donohue thấy một cơ sở trông giống như doanh trại Sơn Tây nằm ở hướng nam và cũng cách đó khoảng 200 yard. Khi nhận định ra đấy không phải là mục tiêu của mình, Donohue quay vòng trở lại vì không thấy có con sông ở ngoài vòng rào, lập tức đổi hướng bay về phía bắc. Bây giờ thì ông ta thấy ngay các chòi gác trên vách tường hướng tây của trại tù Sơn Tây, nhưng các cây cối trong doanh trại lại có vẻ cao lớn hơn là ông ta tưởng. Mọi người đã quên là các loại cây cao từ 40 đến 50 bộ được chụp ảnh vào tháng 6 vừa qua bây giờ đã cao vọt lên qua các trận mưa mùa hè trước ngày cuộc tập kích mở màn. Donohue kéo ngay cần lái tổng hợp để cho các cánh quạt quay nhanh thêm, hạ bớt tốc lực và hạ thấp trực thăng xuống, rồi bình tĩnh ra lệnh cho phi hành đoàn đúng 10 giây nữa sẽ nổ súng. Nói xong, ông ta lướt nhẹ chiếc trực thăng sát ngọn cây trong doanh trại, đồng thời bấm vào nấc truyền tin hô to, chuẩn bị bắn. Donohue đang bận lo lái, nên không thấy được cảnh tượng cả một vọng gác hướng Tây Bắc bị sụp đổ xuống ngay trong nháy mắt. Các cột trụ 4x4 inch bị bắn nát như cám. Vọng gác hướng Tây Nam và doanh trại lính gác cũng bị sụp đổ, tan tành. Các xạ thủ của Donohue là trung sĩ James Goger và Anguish Sowell hét lên trong máy truyền tin. Trúng rồi, đổ nát rồi. Donohue tăng tốc lực quay mũi trực thăng về hướng Bắc và bay cao lên. Tìm một cánh đồng ruộng nhỏ ở hướng Đông bên hồ. Ở tại đây, ông ta đáp xuống và ngồi chờ. Chỉ cách mục tiêu có 1.5 dặm về hướng Tây. Ông ta chỉ còn có việc ngồi chờ cho đến khi nào lính của Simon và các tù binh được giải thoát ra khỏi trại giam. Donohue và Waterson mở tăng thêm âm lượng các máy truyền tin. Trong suốt 27 phút còn lại, cả hai người phải dò tìm tất cả các làn sóng truyền tin để theo dõi hành động của Simon và các toán tập kích trong doanh trại Sơn Tây. Sau suốt 3 giờ yên lặng, thì bây giờ tất cả máy truyền tin đồng loạt vang lên. Trong buồng lái trực thăng vang lên đủ loại âm thanh hỗn tạp từ các làn sóng FM, UHF, VHF phát ra. Donohue cố gắng dò nghe tất cả. Chiếc trực thăng đổ nhào xuống ngay trong doanh trại Sơn Tây dữ dội quá, dữ dội hơn là đích, Meadow đã tưởng. Trong khi đó ông ta cố nằm sát người xuống sàn máy bay trên một chiếc đệm để khỏi bị bật ngửa lên. Meadow không biết rõ sự việc xảy ra như thế nào, nhưng viên phi công Cullen suýt nữa không điều khiển chiếc trực thăng ma ngụy danh quả táo thứ nhất vào giây phút cuối khi bay sát ngọn cây và bị vướng vào dây phơi quần áo mắc qua sân trại như là sân bóng chuyền. Viên phi công phụ của Cullen là Zettner còn nhớ rõ có một cây cao tới 150 bộ. Cây này bị cắt phăng ra như một cọng cỏ, thân cây, cành lá tung tóe khắp nơi. Một tiếng ầm vang lên rung động, cánh quạt trực thăng bị hỏng và cả thân trực thăng đổ nhào xuống. Trong khi cánh quạt còn quay tiếp những vòng cuối và chặt đứt một thân cây to gần đấy. Cả chiếc trực thăng lồng lộn dữ dội và nghiêng về bên phải từ 30 đến 40 độ rồi đổ ào xuống đất. Sự va chạm quá nặng làm cho một bình chữa cháy bị tung ra và đập vào chân viên kỹ sư cơ khí của Cullen là Leroy White, làm cho anh ta vỡ cổ chân. Trong khi đó thì trung úy Gorka Perchi, một sĩ quan mũ nổi xanh 31 tuổi, tóc vàng, cũng bị hất tung ra khỏi trực thăng. Mặc dù anh ta không phải là người đầu tiên được phép nhảy ra. Sau này anh ta có giải thích là sự va chạm ấy đã ném tôi ra khỏi máy bay.
Dick Meadow vùng ngay dậy và chạy thoát ra cửa sau đôi trực thăng, tay bấm vào loa phóng thanh. Ngay trong thời điểm đó, chiếc loa này còn quan trọng hơn bất cứ loại vũ khí nào mà ông ta được trang bị. Khi chạy thoát ra khỏi trực thăng vào khoảng 15 ya thì Meadow quỳ xuống, bám vào chốt loa và hít hơi lấy sức. Ông ta bắt đầu phát thanh với giọng bình tĩnh. Chúng tôi là người Mỹ, xin các anh cúi xuống. Chúng tôi là người Mỹ, đây là một cuộc giải cứu. Chúng tôi đến đây để cứu các anh ra khỏi chỗ này, yêu cầu tất cả cúi xuống, nằm xuống sàn nhà. Chúng tôi sẽ vào phòng giam của các anh trong vài phút nữa. Tiếng nói của ông ta vang vọng khắp nơi trong doanh trại, nhưng không có tiếng trả lời. 13 người còn lại của toán xung kích của Meadow chia nhau chạy đến các cửa phòng giam và cổng trại chính. Trong khi tiếng động cơ của chiếc trực thăng HH-3 tắt ngấm, thì trại tù Sơn Tây lại vang lên những tràng súng tự động. Meadow vẫn ngồi quỳ một chân và phát thanh thêm một lần nữa. Chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi đến đây để cứu các anh. Trong khi đó thì chuyên viên truyền tin của ông ta báo cho Simon biết qua làn sóng chỉ huy. Kế hoạch, đây là thằng bé mặt xanh, chúng tôi đã vào đến nơi rồi. 3 phút đã trôi qua, một tiếng nổ ầm từ phía bức tường phía nam đã quật ngã Meadow xuống đất. Nhưng ông ta yên tâm khi nhìn thấy một lỗ trống thật to nơi vách tường. Như vậy có nghĩa là toán yểm trợ của Simon và toán chỉ huy của Sidnor đã đổ bộ an toàn xuống vòng ngoài doanh trại và đã phá đổ vách tường. Lỗ trống nơi vách tường này dùng để đưa tù binh thoát ra ngoài cho nhanh chóng. Lúc đó Meadow thấy một toán người chạy băng qua lỗ trống và vội vàng đặt mình trong tư thế chiến đấu ở ngay trong doanh trại. Nhưng Meadow đã nhầm, toán lính này không phải là người của Simon mà tất cả đều là người của Sidnor. Simon đã đổ bộ nhầm doanh trại, cả ông ta và 21 người lính. Lực lượng lớn nhất trong cuộc tập kích Sơn Tây này đã đổ bộ xuống cách xa mục tiêu 400 mét về hướng nam, ở tại một vị trí mà các chuyên viên tình báo đã có ghi dấu trên bản đồ là trường trung học. Thật là mỉa mai vì cách 3 ngày trước đó, các chuyên viên tình báo đã căn dặn Simon và các phi công trực thăng đừng có bị nhầm lẫn vị trí mục tiêu với trường trung học này. Cả hai nơi đều to bằng nhau. Con kênh đào ở hướng bắc trường trung học có thể bị nhầm lẫn với sông Cồn khi con sông này quẹo về phía đông đúng ngay lúc chảy về hướng bắc của Sơn Tây. Nếu như mà có gió nhẹ thổi từ đồng bằng sông Hồng lên thì đội hình trực thăng có thể bị thổi bay lạc về hướng nam độ một vài trăm ya trên đường bay đến gần doanh trại Sơn Tây. Donohue đã bị thổi tạt về hướng nam với chiếc trực thăng HH-53 của ông ta và luôn cả Cullen cũng bị bay tạt về hướng đó. Nhưng cả hai đều kịp thời thay đổi lại đường bay để hướng về đúng vị trí mục tiêu. Donohue muốn dùng máy truyền tin để gọi các chiếc trực thăng bay sau đề phòng việc có thể bị nhầm lẫn này. Nhưng ông ta quyết định giữ im lặng vì không muốn gây tiếng động trong mỗi giây phút bất ngờ này. Trong khi đó ở phía sau, Wagner Britton đã bị gió thổi lạc hướng và vì lẽ đang cố gắng chăm chú tìm chỗ đáp xuống doanh trại hướng nam nên không thấy cả lần thay đổi đường bay vào giây phút cuối. John Allison lái chiếc trực thăng của Sidnor dẫn đầu 3 chiếc khác cũng không thấy cả lần điều chỉnh hướng lái về phía nam. Ông ta cho cả toán chỉ huy của Sidnor đổ bộ xuống vòng ngoài doanh trại Sơn Tây ngay đúng chỗ đã định. Nhưng khi chiếc trực thăng của Sidnor mang ngụy danh quả táo thứ hai sắp đổ bộ xuống cách doanh trại của Sơn Tây một vài ya về hướng nam thì ông ta nhận định được ngay là Simon đã đáp nhầm xuống một vị trí khác. Sidnor tự nhủ, không biết cái thằng cha điên khùng đó làm gì mà lại đáp xuống chỗ ấy. Đúng giờ hát cộng thêm 2 phút 45 giây, Sidnor có linh cảm và nói ngay với phi hành đoàn của quả táo thứ hai và của cả toán chỉ huy phải lập tức chuyển ngay sang kế hoạch hành động màu xanh. Đây là kế hoạch dự trù mà họ đã thực tập nhiều lần tại Florida trong trường hợp toán yểm trợ của Simon gặp phải việc máy bay hỏng hóc hoặc là bị bắn rơi trên đường đến Sơn Tây. Sidnor biết rằng nếu mà làm như vậy thì cả lực lượng tập kích bị thiếu mất 22 người. Tuy nhiên ý nghĩ này không làm cho ông ta lúng túng. Ông ta biết phải thực hiện ngay trong hoàn cảnh bất lợi này. Tất cả những người đã từng phục vụ với ông ta đều mô tả phản ứng của Sidnor trong các trường hợp căng thẳng như sau. Dường như trong mạch máu của Sidnor lúc nào cũng có nước đá. Có nghĩa là lúc nào ông ta cũng lạnh như tiền. Khi chiếc trực thăng quả táo thứ hai giảm tốc độ để thả Sidnor và toàn lính xuống đất, thì John Allison ra lệnh cho các xạ thủ bắt đầu khai hỏa ngay với các loại súng tiểu liên để bắn vào doanh trại lính gác thay thế cho lực lượng của Simon.
Trong khi ấy tại địa điểm trường trung học ở phía nam Sơn Tây, khi chiếc trực thăng vừa đáp xuống thì Simon biết ngay sau 1-2 giây là ông ta đã gặp trở ngại. Xung quanh cơ sở này có dây thép gai bao bọc. Mặc dù toàn thể doanh trại và khu vực ở phía ngoài trông có vẻ giống như là trại Sơn Tây, súng cá nhân đã bắt đầu nhả đạn xung quanh ông ta. Nhưng có một điều khác thường là ông ta không nghe tiếng của Midao hét lên qua loa phóng thanh. Như vậy có nghĩa là Simon đã đổ bộ nhầm vị trí. Nhưng không hề lo lắng, Simon biết rõ có hai quân nhân trong quân đội Hoa Kỳ không bao giờ để chuyện gì rắc rối xảy ra mà không giải quyết được. Đó là Dick Midao và Sidnor. Chính vì lẽ đó nên ông ta đã lựa chọn để họ đi cùng. Simon hoàn toàn tin tưởng hai người này sẽ làm chu đáo công tác tập kích. Điều quan tâm chính của ông ta bây giờ là làm thế nào để quay trở lại đúng vị trí mục tiêu trước khi cuộc tập kích kết thúc. Sau này nhớ lại lúc ấy, ông ta không muốn làm người đứng ngoài cuộc vì toàn thể thời gian ấn định cho cuộc tập kích chỉ có 26 phút thôi. Simon quay lại phía chuyên viên truyền tin là trung sĩ Walter Miller đang sẵn sàng chấp nhận mọi lời của trách về việc đáp sai vị trí này. Ông trung sĩ này đã làm việc với Simon tại Lào và 3 năm ở trung tâm biệt kích cho nên biết rõ tính tình của Simon. Simon hét to lên, gọi chiếc trực thăng chó đẻ đó trở lại ngay đây, nói với Sidnor chuyển gấp sang kế hoạch màu xanh. Xong, ông ta quay lại một chuyên viên truyền tin khác là trung sĩ David Nicholson và ra lệnh mở đèn chớp sáng và ghi dấu lại cho đúng vị trí đổ bộ. Trong khi đó thì chiếc trực thăng của Britain đang quẩn ở phía trên, thấy rõ súng đạn nổ về hướng bắc độ 400 mét, ở cách nơi mà ông ta đã thả Simon xuống, và ông ta hiểu ngay mình đã đáp nhầm chỗ. Ông ta tự nghĩ đấy là một sự sai lầm không thể tin nổi. Trước khi đèn chớp của Nicholson bắt đầu nhấp nháy báo hiệu, Britain cho quay chiếc quả táo thứ nhất trở lại hướng cũ để đáp xuống bốc Simon và cả toán lính lên. Trong vòng 2 dặm, xung quanh khu vực Sơn Tây lúc này đang có 3 cuộc chiến đấu xảy ra dữ dội. Một cuộc chiến đấu giả tạo bằng hỏa châu ở hướng Nam và hướng Đông, cuộc chiến của Midao và Sidnor ở trong trại tù và cuộc chiến bất ngờ của Simon đương đầu với hệ thống phòng thủ của Bắc Việt Nam ở trường trung học. Trong khi Britain cố gắng đáp trực thăng xuống giữa vùng đạn lửa dày đặc, thì toán yểm trợ của Simon đang làm cho cơ sở trường trung học biến thành một ngọn lửa bừng cháy. Simon nghĩ rằng có thể một vài làn đạn đã châm ngòi các thùng chứa xăng. Toán lính của ông ta chỉ sử dụng súng cá nhân, không dùng chất nổ. Nhưng mà cuộc tấn công đã xảy ra thật dữ dội. Vì lẽ nếu không hành động dữ dội và nhanh chóng thì không giành được yếu tố bất ngờ. Không ai hiểu được họ đã làm cách nào để bắn sụp cả bức tường phía nam doanh trại mà lại không dùng đến chất nổ. Sau khi bắn đổ nát bức tường xong, cả toán lính của Simon chạy ập vào sân trại và bắt đầu nhả đạn. Chỉ sau có 5 phút mà cả cơ sở bùng cháy như một ngọn đuốc lớn. Trong khi Britain đáp trực thăng xuống để bốc toán lính của Simon lên, giống như đáp xuống giữa một kho đạn đang bùng cháy và chở họ đến địa điểm đổ bộ tại trại Sơn Tây, thì Simon liên lạc truyền tin với các chiếc máy bay khác để đảm bảo thêm an toàn. Có nghĩa là gọi thêm lực lượng oanh kích đoạn đường phía chân cầu nằm giữa trại tù Sơn Tây và trường trung học. Lính của ông ta vừa tiếp tục bắn phá để chống cự lại kẻ địch, vừa nhảy lên chiếc trực thăng HH-53 của Britain. Cuộc tập kích Sơn Tây đã bắt đầu được 8 phút. Đến phút thứ 9, Simon liên lạc với Midao và Sidnor để chỉ thị cho hai người trở lại kế hoạch trước 30 giây đồng hồ sau. Britain thả Simon và toán lính xuống vòng ngoài doanh trại Sơn Tây. Ông ta đã thực hiện được một kỷ lục mới 3 lần lên xuống máy bay trong 3 phút xung kích với 9 phút rưỡi. Theo đúng kế hoạch, ngay sau khi thả toán lính xuống thì ông ta vội bay đến chỗ chờ đợi. Toán phá hoại của Simon vội vàng chạy ào đến vị trí để phá sập chiếc cầu tại hướng bắc trại tù. Trong khi lính của Sidnor thi hành cho xong những điều cần phải làm theo đúng dự án đã định, phá sụp trạm điện và cột đèn ở ngoài doanh trại, thanh toán luôn trạm bơm nước nằm trên kênh đào phía tây nam trại tù. Trong khi đó tại sân trại tù, Dick Midao và toán lính của ông ta không bị thay đổi kế hoạch hành động, mà vẫn đang cố thanh toán các ổ đề kháng và lục soát các phòng giam. Họ đã bắn phá dữ dội và đã đổ bộ xuống mục tiêu một cách bất ngờ nhất. Ổ đề kháng nặng nề nhất của địch là khẩu AK-47 đặt gần giếng trong sân trại. Toán của Sidnor cũng phải đương đầu với một sự đề kháng dữ dội khác từ một khu nhà vào hướng nam của bức tường hướng tây trong doanh trại. Sau khi đã kiểm soát từ phòng giam này đến phòng giam khác,
toán lính của Mỹ Đào báo cáo là không có tù binh. Sau 10 phút tập kích, Mỹ Đào liên lạc truyền tin với làn sóng chỉ huy. Dễ hoang, đây là thằng bé mặt xanh. Đến lúc này thì xin báo cáo, không có ai cả. Báo cáo xong, ông ta chạy đến từng phòng giam một để đích thân kiểm soát một lần nữa. Một phút sau ông ta lại báo tiếp. Kiểm soát chấm dứt, không có ai cả. Trại tù Sơn Tây hoàn toàn trống rỗng. Simon ra lệnh, chuẩn bị rút lui về khu vực chờ đợi để thoát ra. Toán thằng bé mặt xanh và toán giữa vang đỏ thoát ra trước, trên chiếc trực thăng thứ nhất. Kiểm soát an toàn khu vực chờ đợi. Toán giữa vang đỏ thoát về hướng Tây, toán lá xanh về hướng Đông. Simon ra lệnh cho một trong những người chụp ảnh chạy về phía các trại giam để chụp các phòng rỗng. Sau đó ông ta gọi một chiếc A1 đến oanh tạc chiếc cầu ở hướng Bắc. 14 phút sau cuộc tập kích đã qua, ông ta lại ra lệnh cho một chiếc trực thăng HH-53 từ điểm hẹn đến đáp xuống tại vị trí Sơn Tây. Ông ta chỉ thị cho Nicholson bắn hỏa châu để báo hiệu phương hướng. 18 phút 50 giây trôi qua, chiếc trực thăng HH-53 của Britton quay trở lại Sơn Tây và đáp xuống một cánh đồng lúa cách hướng đông nam doanh trại độ 150 bộ. Simon ra lệnh cho Meadow và 12 binh sĩ lên trực thăng, cộng thêm với 3 nhân viên phi hành đoàn là Cullen, Jenner và White từ chiếc quả táo thứ nhất chuyển qua. Sidnor cũng được lệnh cho toán tập kích lên trực thăng, ngoại trừ toán an ninh và sĩ quan kiểm soát. Nhiệm vụ của viên sĩ quan kiểm soát này là đếm từng người một khi họ lên trực thăng để thoát ra khỏi trận địa. Simon phải rời khỏi Sơn Tây với đầy đủ số người như khi đến. Viên sĩ quan kiểm soát báo cáo, đếm đủ 26, đếm đủ số. Simon ra hiệu cho chiếc trực thăng thoát nhanh ra khỏi miền Bắc Việt Nam. Britton cho quả táo thứ nhất bay lên và hướng về phía Tây. 22 phút sau cuộc tập kích, Simon gọi thêm một chiếc HH-53 nữa đáp xuống. Bây giờ còn lại 33 người ở Sơn Tây gồm toán lính của Simon và một phần toán lính của Sidnor và Dick Meadow. Trong khi toán lính của Simon đang kiểm soát lại vấn đề an ninh ở quanh khu vực chờ đợi và bắn súng phóng lựu M79 và 4 chiếc xe nhỏ đang thoát ra khỏi xí nghiệp kỹ nghệ cách hướng đông nam của mục tiêu độ 600m chạy về phía chân cầu ở hướng nam doanh trại, thì Dick Meadow chạy trở lại sân trại tù để châm ngòi nổ vào các túi đựng chất nổ đặt trong chiếc trực thăng bóp méo của Cullen. Chiếc trực thăng HH đáng giá cả triệu đô la. Đến lúc này thì các loại tên lửa đất đối không đang nổ ầm lên trên khắp bầu trời tại khu vực mục tiêu. Đường bay của các tên lửa này trông giống như những cột điện thoại lóe sáng vụt thẳng lên xuyên qua vùng trời Bắc Việt. Có một vài binh sĩ nói đùa họ là những người Mỹ đầu tiên được trông thấy tên lửa SAM-2 của Liên Xô bắn từ dưới đất lên trông như những cây pháo thăng thiên. 27 phút đã trôi qua, toàn thể 33 người trong các toán xung kích của Simon, Sidnor và Meadow đã lên chiếc trực thăng HH-53 thứ hai. Simon nói với viên phi công là John Alexson, đếm 33 đếm đủ số, rồi chiếc trực thăng cất cánh. Chiếc trực thăng bay về hướng biên giới Lào, Simon cảm thấy nhẹ nhõm khi được báo cáo là chỉ có một người bị thương. Đó là một trung sĩ bị tuét ra ở đùi. Khi chiếc HH-53 rời khỏi Sơn Tây độ 6 phút, thì mọi người nghe tiếng nổ vang dội trong khu vực mục tiêu. Các túi chất nổ đã phá hoại chiếc trực thăng HH-3 đúng thời điểm. Tất cả các toán xung kích của Simon và toàn thể phi hành đoàn của Britton đã thi hành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Cuộc đổ bộ đã xảy ra nhanh chóng và dữ dội. Yếu tố bất ngờ đã hoàn toàn đạt được. Việc kiểm soát địa điểm mục tiêu đã được thực hiện mau lẹ, các cuộc xung kích bắn phá thật chính xác, các phản ứng xảy ra không khuyết điểm và cuộc rút lui an toàn. Chỉ có một điều đáng tiếc là không có một tù binh nào được cứu thoát để theo về với họ khi toàn thể đội hình trực thăng đang được tập trung lại để tiếp nhiên liệu trên vùng trời Lào. Chuyến bay trở lại Thái Lan xảy ra trong im lặng, nhưng không phải là hoàn toàn bình thản. Binh sĩ của Simon có vẻ chán nản. Ai cũng biết họ đã thi hành xong nhiệm vụ, thi hành tốt đẹp nhất, nhưng đấy không phải là kết quả họ mong muốn. 45 phút sau khi rời Sơn Tây, Simon mở tập tài liệu mật mã để biên soạn một công điện gửi cho Manor, báo cáo về tình trạng giải cứu tù binh. Ông ta tìm chữ tù binh theo hệ thống mật mã và đặt chữ không có ở đằng trước. Ông ta lại tìm chữ di chuyển và đặt chữ đã ở đằng trước. Sau đó ông ta yêu cầu Alison chuyển bức công điện này về đảo Sơn Trà cho Manor. Bấy giờ là 3 giờ 35 phút sáng tại bộ chỉ huy của Manor ở gần Đà Nẵng, có nghĩa là đúng 1 giờ 17 phút
sau khi Midao đổ bộ xuống sơn Tây. Mano nhận được công điện của Simon không có tù binh ở sơn Tây. Tù binh đã được di chuyển đến nơi khác. Simon nghĩ rằng Mano đã biết được điều đó khi nghe qua hệ thống truyền tin của Midao trong khi toán xung kích còn đang hoạt động tại địa điểm mục tiêu. Nhưng thật ra, việc trại tù trống rỗng là một tin mới đối với Mano. Ông ta đọc lại bức công điện một lần nữa, không có tù binh, đã di chuyển. Ông ta hỏi lại trung tâm truyền đạt truyền tin một lần nữa cho chắc chắn. Nhưng lần này thì làn sóng bị quấy nhiễu, không nghe rõ câu trả lời. Ông ta gửi ngay một công điện hỏa tốc về thẳng trung tâm chỉ huy Lầu Năm Góc. Công điện này sẽ đến Lầu Năm Góc sau độ 10 phút với nội dung, có thể là không có tù binh, tôi đang rời bộ chỉ huy để bay đi Udon. Như vậy là ông ta sẽ rời Đà Nẵng ngay lập tức để đích thân đi kiểm soát tại chỗ về mọi tình hình đã diễn ra khi Simon đáp xuống Udon. Vì lẽ các trở ngại về kỹ thuật xảy ra một lần nữa, cho nên Mano hoàn toàn không biết được những gì đã xảy ra ở sân Tây. Hai chiếc máy bay có gắn hệ thống radar EC-21, Kolek Ai trước đó đã rời khỏi căn cứ không quân Hoàng gia Thái Lan tại Koh Rat để bay đi vùng vịnh Bắc Bộ và để cho Mano theo dõi mọi làn sóng liên lạc truyền tin xuất phát từ các toán tập kích sân Tây. Nhưng một trong hai chiếc máy bay đó đã bị vỡ ống dẫn dầu, bị hỏng và phải đáp xuống Đà Nẵng. Chiếc máy bay còn lại đã bay được đến mục tiêu trên vùng trời Vịnh Bắc Bộ, nhưng rồi lại bị hỏng hóc về kỹ thuật liên lạc truyền tin cho nên không bắt được các làn sóng truyền tin ở khoảng cách xa. Một máy bay phụ đã được thiết lập ngay để thay thế, nhưng rồi kết quả cũng không đem lại. Ngoài ra, vì các làn sóng chính bị quấy nhiễu thường xuyên, cho nên Mano mặc dù đang ngồi trước 3 trong 6 máy truyền tin khổng lồ đặt tại trung tâm truyền tin điện tử hiện đại, ở tại núi Sơn Trà cũng không thể nghe được những tin tức diễn biến ở sân Tây. Một giờ sau khi ra khỏi sân Tây, Simon lại gặp chuyện lo âu điên đầu. Ông ta không thể tin được điều đã xảy ra. Chỉ có 25 người có mặt trên chiếc trực thăng thứ nhất, chứ không phải 26 người theo đúng số lượng. Ông kêu lên, lạy Chúa, như vậy thì nguy lắm rồi. Một người đã bị bỏ rơi lại phía sau. Simon ra lệnh kiểm đếm lại một lần nữa. Mặc dù không có ánh đèn trong khoang tàu, mọi người cũng đã đếm đi đếm lại nhiều lần. Một thời gian nặng nề, dài vô tận trôi qua, trước khi Simon được báo cáo là tất cả số 59 người của lực lượng tập kích đã có mặt đầy đủ trên các chuyến bay trở về Thái Lan. Chỉ có 25 người trên chiếc trực thăng thứ nhất, nhưng lại có đến 34 người trên chiếc trực thăng của ông ta, chứ không phải là 33 người. Khi chiếc trực thăng thứ nhất chuẩn bị bay thoát ra khỏi mục tiêu, thì một người trong toán của Sino đáng lẽ phải leo lên ngay với đồng đội. Và anh ta đã làm như vậy, nhưng lại vội vàng bước xuống, vì thấy có một sợi dây điện đang bốc cháy bên trạm điện. Anh ta biết sẽ có một chiếc trực thăng khác đáp xuống tại đấy, cho nên nhảy xuống để cắt bỏ sợi dây điện đi. Sau đó, anh ta lại nhảy lên chiếc trực thăng thứ hai, trước khi viên sĩ quan kiểm soát, kiểm đếm và báo cáo số lượng. Trên chuyến bay dài trở về Udon, Simon tự nghĩ và cười thầm một mình, không biết là Bắc Việt Nam sẽ nghĩ như thế nào về việc đã xảy ra. Họ không biết rõ là có kẻ nào từ đâu đến, vì không có xác chết để lại trận chiến để khám nghiệm và cũng không bắt được tù binh để thẩm vấn đã tiến công vào doanh trại chống cách Hà Nội 23 dặm như thế nào. Tất cả mọi người trở về an toàn, theo như Simon biết thì không mất một mạng nào hoặc một chiếc máy bay nào. Có điều là ông ta không biết được Marty Donohue vẫn còn ngồi chờ tại bãi đợi với chiếc trực thăng quả táo thứ 3 và một chiếc máy bay khác tham dự trong cuộc tập kích này đã bị bắn rơi. Bên cạnh hồ ở hướng đông, ngồi chờ tại bãi đợi chỉ cách sân Tây một vài dặm về hướng Tây, Donohue và Tom Waterton không thể tin được những điều họ đã nghe qua làn sóng truyền tin. Trước tiên thì có tin truyền ra dường như chiếc trực thăng của Simon đã bị bắn rơi, vì Sidno báo cáo đã thay thế Simon để thực hiện kế hoạch màu xanh. Rồi sau đó lại thấy hàng loạt tên lửa được bắn lên khắp cả vùng trời xung quanh. Có 18 tên lửa, tất cả trong số đó có 4 tên lửa nổ gần máy bay. Sau này Donohue còn nói, bọn chúng nó đốt sáng cả bầu trời, giống như trong ngày phóng hỏa tiễn lên cung trăng ở tại mũi Kennedy. Sau đó Donohue và Waterton lại nghe Midao, không có ai cả. Một phút sau lại nghe có tiếng nói tiếp, đã kiểm soát xong, không có ai cả. Qua đó hai người không thể tin nổi các điều mình đã nghe. Sau này chính Donohue cũng nói lại là trong tất cả các công tác mà ông ta tham gia, thì đây là công tác ít lộn xộn nhất. Nhưng ông ta không thể tin được việc gì đã xảy ra. Chỉ có việc ngồi đấy và chờ đợi. Donohue quay sang phía Waterton nói, anh có nghe gì không?
Quatran đáp, có nhưng không thể tin được, chúng ta cố chờ đợi xem sao. Cả hai đều đồng ý, cố đợi để biết chắc chắn việc xảy ra như thế nào. Không thể có sự kỳ lạ như vậy được. Cả hai đang ngồi trên một cánh đồng lúa có dòng sông Cồn chảy quanh. Ở đấy dòng sông rộng khoảng 20 bộ. Họ đặt một khẩu tiểu liên ở cửa phía sau khoang máy bay để bảo vệ các hướng phía sau. Cả hai ngồi đấy và chờ đợi. Trong bóng đêm, họ nhìn thấy một đám dân khoảng 20 người, có thể là 30 người trên cánh đồng lúa ở phía bên kia dòng sông. Hình như số dân này đang tìm kiếm cái gì đó, có lẽ đang tìm những chiếc trực thăng ầm ĩ đổ bộ xuống gần đó. Donohue và 4 nhân viên phi hành trong chiếc quả táo thứ 3 không thể đoán biết được số dân này là bộ đội hay công nhân vì ở cách họ khoảng 50 yard. Donohue vẫn ngồi đấy để chờ lệnh rời khỏi vị trí. Ông ta nghe tiếng của Simon ra lệnh cho hai chiếc quả táo thứ nhất và quả táo thứ hai bốc toán xung kích ra khỏi mục tiêu và cả nhiều tiếng động cơ trực thăng khác nữa bay thẳng lên hướng về phía tây. Donohue đang lắng nghe qua hệ thống truyền tin siêu tần để chờ chỉ thị mật mã ra lệnh cho ông ta bay thoát khỏi địa điểm chờ đợi. Đột nhiên, ông ta thoáng nghe được tiếng của Alexson chuyển bức công điện của Simon về cho Manor, không có ai cả. Có rất nhiều làn sóng khác xen lẫn vào hệ thống siêu tần này, làm cho làn sóng chính bị đứt đoạn và không nghe được rõ tiếng Donohue, cũng không nghe được làn sóng trả lời của Manor báo động nhận được công điện. Tuy nhiên có nhiều tin tức khác được chuyển tiếp theo để xác nhận nguồn tin xấu này. Sau đó thì im lặng. Chiếc trực thăng của Donohue là chiếc cuối cùng còn sót lại. Donohue nhớ lại lúc bây giờ tên lửa SAM đã ngừng bắn. Ông ta và Watson đã ngồi chờ lâu rồi nhưng vẫn chưa có lệnh cho rời địa điểm. Lẽ tất nhiên thì cả hai đều không muốn trải qua mùa đông lạnh lẽo tại Bắc Việt Nam. Họ nói đùa với nhau rằng có lẽ người ta đã bỏ quên chúng mình tại đây rồi. Không biết có thật người nào đó đã quên không chuyển chỉ thị cuối cùng để ra lệnh cho 5 người còn sót lại rời khỏi Bắc Việt Nam ngay đêm đó hay không? Hoặc đã có việc gì rắc rối xảy ra hay sao? Đột nhiên sóng truyền tin phát ra, Donohue lắng nghe với nỗi lo âu hồi hộp. Khi biết được hai trực thăng quả táo thứ nhất và quả táo thứ hai đã phát hiện, số binh sĩ có mặt trên máy bay không đủ, có lẽ còn một người nào đó bị bỏ sót lại sân Tây. Với mục đích không để cho hệ thống truyền tin của Bắc Việt Nam phát hiện, nên hai chiếc trực thăng đã liên lạc với nhau qua hệ thống truyền tin ngắn trong phạm vi 15 dặm mà thôi. Vì lẽ đó các trực thăng càng bay xa về phía Lào bao nhiêu thì làn sóng mà Donohue đang cố bắt càng nhỏ dần bấy nhiêu. Ông ta và Watson cố gắng nghe những tin tức của nó truyền đạt cho nhau về kiểm điểm số lượng binh sĩ. Vì làn sóng qua xa vẫn không nghe được kết quả. Donohue sử dụng ngay làn sóng siêu tần để liên lạc với hai chiếc trực thăng bạn và hỏi họ đã tìm ra được người bị bỏ sót chưa. Ông ta vừa định yêu cầu họ để cho ông ta bay ngay trở lại doanh trại Sơn Tây để tìm cho được người đồng đội bị bỏ sót. Ngay lúc ấy, ông ta chợt nghe được một làn sóng truyền tin khác, có thể là làn sóng của quả táo thứ nhất, báo tin cho quả táo thứ hai biết đã kiểm điểm đầy đủ số lính. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng nghe được rất yếu ớt, không rõ ràng. Hầu như thất vọng, Donohue liền gọi ngay cho một chiếc máy bay oanh kích A1 và hỏi thẳng, có đúng là kiểm điểm đủ số rồi phải không? Viên phi công A1 xác nhận là đúng, và nói thêm là Donohue vẫn còn thính tai lắm, không còn ai bị bỏ sót lại. Toàn thể phi hành đoàn của quả táo thứ 3 của Donohue thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, ông ta được lệnh bay rời vị trí. Mặc dù đã gia tăng tốc lực, nhưng Donohue cũng phải mất gần nửa giờ bay mới đuổi kịp các chiếc trực thăng đồng đội.